Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện thợ điện, xe điện motor điện. Em là Lam ở Thái Bình. Xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 thì, động cơ 4 thì 49cc combo phụ tùng, bao gồm nhông xích líp này là líp không răng nhé, líp không răng bắt vào đây để tạo trớn này. Thực ra cái này thì có thể dùng níp, không dùng níp cũng được, bởi vì trên cái côn của xe này nó đã có côn rồi, cho nên là dùng cũng được mà không dùng cũng được. Đấy. Tuy nhiên thì nó có cái cút ren này thì mình chế vào xe đạp nó dễ hơn, nên là cái cối ren này các bạn có thể về bắt vào với cái trục. Đấy. Thì cái này nó có nhiều loại lỗ trục khác nhau, thì tùy khách hàng nhé. Xích này là xích ruồi này, con này là 54 răng này. Hộp số này thì hộp số cùng chiều nhá. Nó có hai loại, một loại là chạy ngược chiều động cơ và một loại là chạy cùng chiều với động cơ. Thì như cái con này nó sẽ quay cùng chiều với chiều của động cơ này. Đấy. Thì các bác lưu ý là nếu các bác lắp lên xe thì các bác lưu ý cho em là lắp phía bên nào, thì dùng nhông ngược hay nhông xuôi nhé. Thì các bác lựa chọn, đây là tay ga này, đây là nút bấm tắt này. Nút này không phải là nút khởi động mà nút sẽ bấm tắt máy đấy. Cái công tắc này thì sẽ được nối với hai cái dây của cái dập phát ở trên cái con IC này. Con này thì khởi động bằng tay, động cơ 4 thì cho nên là nó dùng nhớt bình thường, dùng xăng, có sẵn bình xăng đây nhé. Đấy. Thì các bác lưu ý là đối với những cái máy mua lần đầu ấy, thì rất là muốn lổ được ấy, thì các bác có cách thì nó mới lổ được lúc đầu để nó rút xăng lên. Thì các bác nào mua hàng thì em sẽ lưu ý cho các bác về cái vấn đề khởi động ban đầu đấy. Còn những lần sau ấy, thì nó sẽ không cần, nó chỉ cần lần ban đầu thôi. Lần ban đầu lổ thì phải có cách để lổ thì nó mới dễ lổ, chứ còn không là nó sẽ không lên xăng được đấy. Con này là nó có tự bơm hút xăng, đây là bình xăng của nó, bình này thì nó khoảng 1 lít đấy. Con này là máy 24 thì dùng xăng cho nên là nó khá là tiết kiệm điện nhá. Đây là 4 thì này, pho này, song này. Đấy. Con này là máy Trung Quốc thôi nhưng mà nó rất là dễ lổ. Và nó là máy 4 thì nó sẽ không lằng nhằng giống như máy 2 thì các bạn nhé. Đấy, thì các khách lưu ý tổng chỗ này thì nó chỉ tầm khoảng dưới 4kg thôi, nó rất là nhẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi chi tiết thì có thể liên hệ số điện thoại là 0983 818 955.